Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh, cô chào tất cả các con. Cô hội rất vui mừng lại được đồng hành cùng với các quý phụ huynh và các con trong giờ hoạt động học nhận biết phân biệt to hơn, nhỏ hơn của lớp nhà trẻ C2 trường Mầm non Chân Lý. Và trước khi bước vào hoạt động học này, cô mời các con cùng đứng dậy tập vài thể dục buổi sáng để cho cơ thể khỏe mạnh này, sảng khoái này. Các con có thích không nào? Cô mời các con đứng dậy và vận động cùng cô. Để giờ học có kết quả tốt, xin nhờ các quý phụ huynh hãy chuẩn bị cho con em mình một số đồ dùng như sau. Một chiếc hộp to và một chiếc hộp nhỏ. Hai chiếc khẩu trang y tế, một chiếc khẩu trang to và một chiếc khẩu trang nhỏ. Một chiếc khay đựng hai lọ nước rửa tay, một lọ nước rửa tay to và một lọ nước rửa tay nhỏ. Và một rổ đồ chơi có các loại đồ chơi to và nhỏ. Đó là những bạn vịt to, bạn gấu nhỏ và những quả bóng to và quả bóng nhỏ. Con ơi, cô cũng có một điều bí mật muốn gửi tặng các con đấy. Các con có muốn biết điều bí mật đó là gì không? Bây giờ chúng mình hãy che tay lên mắt để xem điều bí mật đó là gì nhé. Wow, đây là gì hả các con? Đây là gì? À, đây chính là hộp quà phải không các con? Các con thấy hộp quà này có đẹp không? À, hộp quà rất đẹp phải không các con? Các con quan sát cho cô giáo biết hộp quà có màu gì? Có màu gì hả các con? À, chắc hẳn các con cũng đã có câu trả lời phải không? Hộp quà này có màu vàng đấy các con ạ. Các con nhắc lại cùng cô. Hộp quà màu vàng. Hộp quà màu vàng. Các con ơi, các con cũng muốn biết bên trong hộp quà có gì không? À, muốn biết bên trong hộp quà có gì thì cô và các con cùng đếm đến 3 và mở hộp quà này nhé. 1, 2, 3. Wow, bên trong hộp quà có gì đấy hả các con? À, bên trong hộp quà màu vàng cũng có gì đây? Đây là gì hả các con? À, bên trong hộp quà màu vàng đó là hộp quà màu xanh đấy các con ạ. Các con nhắc lại to hơn cùng cô nào. Hộp quà màu xanh. Hộp quà màu xanh. Các con ơi, các con có biết vì sao mà hộp quà màu xanh này, hộp quà màu xanh này lại được bỏ được ở bên trong hộp quà màu vàng không? Các con có biết làm sao không nhở? À, các con suy nghĩ cùng cô nào. Vì sao hộp quà màu xanh lại bỏ được ở bên trong hộp quà màu vàng? Là bởi vì làm sao nhở? À, là bởi vì hộp quà màu xanh nhỏ hơn hộp quà màu vàng đấy các con ạ. Và điều đó chứng tỏ là hộp quà màu vàng thì to hơn, còn hộp quà màu xanh thì nhỏ hơn đấy các con ạ. Các con nói to và đều hơn nữa cùng cô nào. Hộp quà màu xanh nhỏ hơn, hộp quà màu vàng to hơn,
hộp quà màu xanh nhỏ hơn, hộp quà màu vàng to hơn. Các con ơi, các con có muốn biết bên trong hộp quà màu xanh này có gì không? Nè, muốn biết bên trong hộp quà màu xanh này có gì, cô và các con cùng mở hộp quà ra để khám phá nhé. Wow, đây là gì hả các con? À, cô giáo được tặng gì đây nhỉ? À, đây chính là hai chiếc khẩu trang đấy. Con nào con nhận xét gì về màu sắc của hai chiếc khẩu trang nào? Chiếc khẩu trang này có màu gì? Còn chiếc khẩu trang này? À, chắc hẳn các con cũng đã có câu trả lời phải không? Chiếc khẩu trang này có màu xanh, còn chiếc khẩu trang này có màu trắng. À, chúng mình quan sát và nhận xét về hai chiếc khẩu trang này nào. Chiếc khẩu trang màu trắng này và chiếc khẩu trang màu xanh này như thế nào với nhau nhỉ? À, chiếc khẩu trang màu xanh thì to hơn, còn chiếc khẩu trang màu trắng thì làm sao nhỉ? Nhỏ hơn. Các con nhắc lại to. Khẩu trang màu xanh to hơn, khẩu trang màu trắng nhỏ hơn. Các con ơi, vậy chiếc khẩu trang màu xanh to hơn, cô Hợi sẽ để cô Hợi dùng nhé. Còn chiếc khẩu trang màu trắng này nhỏ hơn, cô sẽ gửi tặng các con đấy. Các con ơi, ngoài hai chiếc khẩu trang này ra, cô Hợi còn được tặng rất là nhiều món quà khác nữa. Các con có muốn biết đó là món quà gì không? À, bây giờ các con hãy cùng cô khám phá nhé. Đây là gì hả các con? Đây là gì hả các con? À, đây là những lọ nước rửa tay. Chắc hẳn trong mỗi gia đình nhà các con, bạn nào cũng có đúng không? À, đây là lọ nước rửa tay màu gì? Màu gì hả các con? À, đây là lọ nước rửa tay màu trắng đấy các con ạ. Còn đây là lọ nước rửa tay màu gì? À, đây là lọ nước rửa tay màu xanh đấy các con ạ. Sao cô cầm cái lọ nước rửa tay màu trắng này lại nặng thế nhỉ? Còn lọ nước rửa tay màu xanh cô cầm thì lại nhẹ hơn. À, các con có biết vì sao không? Chắc hẳn các con cũng đã có câu trả lời phải không? Lọ nước rửa tay màu trắng cô cầm nặng hơn là bởi vì lọ nước rửa tay màu trắng này to hơn. Còn lọ nước rửa tay màu xanh cô cầm nhẹ hơn bởi vì lọ nước rửa tay màu xanh này nhỏ hơn đấy các con ạ. Các con nói lại to hơn cùng cô nào. Lọ nước rửa tay màu trắng to hơn, lọ nước rửa tay màu xanh nhỏ hơn. Các con ơi, lọ nước rửa tay màu trắng to hơn, cô Hợi sẽ để ở nhà cô Hợi dùng. Còn lọ nước rửa tay màu xanh này nhỏ hơn, cô sẽ bỏ vào cặp và mang đi đường đấy các con ạ. Các con ơi, bây giờ các con hãy tìm ở trong gia đình nhà các con có những đồ dùng nào giống nhau mà lại có kích thước to hơn và nhỏ hơn nào. À, các con hãy đi xung quanh gia đình nhà mình và tìm xem có đồ dùng nào to hơn và nhỏ hơn nào. À, trong lúc các con tìm đồ dùng ở trong gia đình nhà các con, cô Hợi cũng đã tìm được một rổ đồ chơi ở trong gia đình nhà cô cũng có kích thước to hơn và nhỏ hơn đây này. À, các con có biết đây là gì không nhỉ? À, đây chính là bạn vịt đấy. Còn đây chính là bạn gì nhỉ? Bạn gấu đấy. Các con nhận xét cùng cô, bạn vịt và bạn gấu này như thế nào với nhau nhỉ? À, chắc hẳn chúng mình cũng đã có câu trả lời rồi phải không? Bạn vịt này thì to hơn, còn bạn gấu nhỏ hơn. Các con nói to cùng cô nào. Bạn vịt to hơn, bạn gấu nhỏ hơn. Chắc hẳn bạn vịt này là anh, còn bạn gấu này là em đấy các con ạ. Còn đây là gì nữa hả các con? Đây là gì hả các con? Đây là gì nhỉ? À, đây là quả bóng. Quả bóng này có màu gì? À, quả bóng này có màu xanh. Thế còn quả bóng này? À, quả bóng này có màu đỏ phải không các con? Thế hai quả bóng này như thế nào với nhau? Quả bóng màu xanh
to hơn, quả bóng màu đỏ nhỏ hơn. Các con ơi, giờ học nhận biết phân biệt của lớp nhà trẻ C2 trường mầm non Chân Lý đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng mỗi khi học xong và chơi xong thì chúng mình phải nhớ thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ và phải tích cực ăn rất nhiều chất dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao để cho cơ thể khỏe mạnh, chống lại dịch bệnh. Các con đồng ý không? Và xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con. Hẹn gặp lại các con ở những video lần sau.